Ninh Giang Chính Quán Quỳ Dành Làm Cổ Thích Ba Thọ
Thank you.
qua bên sông Tranh. Nhớ người trang xinh tài danh nhi trí tuyệt vợ dâu rằng nước chảy hoa trôi sông Tranh nghi còn đó ơn người còn
để cho trăm họ được hưởng an thái bình. Nhưng nào có ngờ đâu, khi đất trời thay đổi, người anh hùng cố mang lạc xiềng gốc. Ngày 25 tháng 5 bắt đem đầy chốn sơn cùng Thủy Kiệt quan ứng tuần oan vì Tuyết Nguyệt, bởi lòng ai tấm áo bào đỏ nay đã chuyển thành màu phai nhạt, gió lạnh sương xa vì nóng bụi bạc, sự ngay gian đào lộn chẳng nghi đen. Trước cung điện triều đình mang ra xét hỏi, bặt nòng hầu truyền đi khắp mọi nơi. Oan vì ông bướm là nơi chiết hoa đoàn phủ, tội trời không dung. Đường thiên lý quan tuần quan sang mà bơ ngơ, hỏi ông chàng già, hỏi ông chàng già thấu tỏ chẳng cao. Quan lớn hỏi chàng nghi, hỏi gió hỏi trời, hỏi rằng nguyện não chiều vì đồng đô. Mưa rồi hỏi cơn nắng dài, sao lỡ hại người, sao lỡ hại người trong lúc phong ba. Cỏ cây ơi có thấu hiểu lòng ta, sớm đi cùng Thủy Kiệt sương xa lạnh lạnh đông đông. Thà tháp trong còn hơn sông đổ, nước con sông cùng nước sông kỳ cùng mà tâm ngọc côn sơn. Kiệt cùng nghi thiếu hạt trắng non, đi sông cùng trong đồng nệ tuôn ra đôi hàng. Xem cảnh vật nào người đau như cắt nở chân hoàn, nở chân hoàn
ông quy trả cho xong. Lòng riêng không thẹn với lòng nghĩa, mượn ở dây oan nghiệt thác cho xong tội trời.
liệt thủy cung, đội lạnh cứu trùng, cứu độ muôn dân nia. Ai người cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân đi điều hò. Quan kiếp chi nay tam giới các tòa, nay về giá ngự xứ ca mi bản đêm. Chữ thập mà cải thành chữ thiên, phù hộ các ghế thiên niên ni thọ trường. Vì cô quận tìm nhà hữu phúc, thử nào người trong lúc nánh thân nhìa. Tháng hai giữa tiết chủ tuần, ông bà lòng não mộng thần để báo mây. Giấc mộng tình mới hay sự lạ, đôi bạch xà tựa cửa nghe thơ. Sử sách ngày nay vẫn lưu truyền, bạch xà đại tướng kể bên điện rồng. Bỗng một buổi tay bay họa rối, hai ông bà mắc nợ của công. Lệnh nghiêm đi sấm sét đùng đùng, tậu gà nuôi rắn không dụng nhị tội trời. Nè nuốt nè đắng đắng cay xiết kề, thương nỗi nóng xà tựa thế thương con nè. Lập đàn để ta trước công môn, xin đem đôi răng thả luôn đi giữa dòng. Cơn phong vũ ầm ầm mây nổi dậy, sóng bạc đầu nước xoáy mây mông. Nghe đôi nóng xà thoát xuống thủy cung, nước nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa cha. Khắp duyên hải sấm gian từ đây, bóng bóng long hầu đã nổi dậy nơi nơi. Những phường hai nước hai dân, gian tà quỷ tuyệt không tha ni tội dày. Dịp nay nước về tòa mi thủy tộc, tội giáo huỳnh bỏ đúc sai hoa. Nẽ thường tội báo oan gia, hại nhân nhân hại sự đà mê không xa. Nguyện thứ nhất quan giang phúc chữ tài, đồng gia tín chủ ai ai cũng thịnh cường. Nguyện thứ hai buôn bán trăm đường, tiền tài nơ loát bạc vàng được đề đa. Nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho canh hầu được đặc lễ, độ họ Bùi con được phú quý giàu sang. Nguyện thứ tư cho quốc thái dân an, qua cơn bình tĩnh dân an được thanh bình. Thỏa niên thiếu quan vào sinh ra từ, có đôi chỉ đồng nhẹ tựa hồng mao. Cõi trần gian còn nặng gánh gian nào, sử sanh ghi để Nam Tào có tên.
gương anh dũng muôn đời soi tỏ, chí hào hùng mà sáng dạng non dông, vinh quang ngày con cháu nạc rồng, muôn dân đều biết quan tuần người tài cao. Chầu thôi lại trở ra đi, cứ tướng bạch hồ nên chầu